Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp tại thị xã Mỹ Hào. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm mô hình sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thái ở phường Phùng Chí Kiên. Vụ xuân năm nay, Hợp tác xã gieo cấy 45 hectare lúa chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao và áp dụng toàn bộ cơ giới hóa từ làm đất, gieo xạ, phun thuốc bảo vệ thực vật. Được biết từ tích tụ ruộng đất, áp dụng khoa học kỹ thuật trong 3 năm qua, mỗi vụ hợp tác xã có sản lượng gần 300 tấn thóc, trừ chi phí cho lãi 500 triệu đồng. Thăm trang trại gà của gia đình ông Nguyễn Văn Phức ở thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang, trang trại chăn nuôi 7.000 con gà các loại, mỗi năm cho doanh thu trên 2 tỷ đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và động viên các hợp tác xã, trang trại đã sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đồng chí lưu ý, hiện nay quỹ đất nông nghiệp của Mỹ Hào ngày một thu hẹp. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của thị xã cần phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa quy mô lớn, sản xuất sạch, an toàn, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Để mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin, công nghệ số gắn với phát triển thương mại điện tử, trong sản xuất nông nghiệp phải tích tụ ruộng đất hình thành cánh đồng mẫu lớn, liên kết chặt chẽ, sản xuất hữu cơ kết hợp các biện pháp về giống cho năng suất cao, chất lượng hàng hóa, hạn chế dịch bệnh và bảo vệ môi trường.